Khi bước trên con đường đời, có 13 câu bạn nhất định phải nhớ. Dù bạn bao nhiêu tuổi, dù hiện tại bạn đang trắng tay, thậm chí nợ nần chồng chất, chỉ cần bạn áp dụng tốt 13 câu này và thêm vài bí quyết nữa, bạn chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế, vượt qua khó khăn và gặp nhiều may mắn hơn trong tương lai. Một, khi người khác gây mâu thuẫn, đừng vội vàng cãi lại. Hai, trong giao tiếp, hãy luôn tỏ ra nhiệt tình, rộng lượng, nhưng cũng phải giữ lại một chút cho riêng mình. 3. Đừng tin ai một cách tuyệt đối. 4. Thành công thường đến từ những bài học kinh nghiệm. Đừng dễ dàng tha thứ cho những ai đã làm tổn thương bạn. 5. Nếu người từng làm bạn đau quay lại, liệu họ có chỉ đang mang theo một con dao sắc bén hơn không? 6. Phải biết suy tính, giữ lại 3 phần đề phòng, đừng vội vàng dốc hết lòng mình. 7. Đừng dễ dàng tiết lộ lá bài tẩy của mình. 8. Khi giúp người khác, hãy tỏ ra việc đó không hề dễ dàng. 9. Khi tặng quà cho sếp, hãy làm như đó là điều bạn tự nguyện. 10. Khi tiêu tiền cho người yêu, hãy làm như mình rất vui vẻ và hào phóng. 11. Khi mời người khác ăn uống, hãy tỏ ra mình là người thành công. 12. Khi nói chuyện tình cảm, hãy giữ sự chân thành, đơn giản. 13. Khi nói chuyện công việc, hãy tỏ ra thật chuyên nghiệp. Nếu không uống được rượu, hãy để vợ gọi điện đúng lúc. Khi không muốn cho mượn tiền, cứ để vợ từ chối. Nếu bạn cảm thấy không thể kiểm soát được một việc gì đó, đừng cố chấp bám lấy. Đừng chia sẻ chuyện riêng tư với người lạ trên mạng. Đừng làm việc cho họ hàng hay trong công ty của người quen, vì có thể cuối cùng bạn sẽ thất vọng. Nếu muốn nhìn thấu lòng người, chỉ cần một lần sa cơ lỡ vận là đủ. Chỉ cần bạn gặp khó khăn, những người xung quanh sẽ bộc lộ bản chất thật của họ. Bạn có thấy đúng không?